Xin chào anh em, đây là ứng dụng iPad Eden có giá 20 đô mà mình tìm thấy được trên mạng. Thì đây là một ứng dụng, mục đích chính của nó là giúp chúng ta giả lập cái giao diện của iPad chạy trên nền tảng iOS 11 lên trên chiếc máy tính của chúng ta. Thì nó hỗ trợ cái nền tảng như là macOS, Windows 32-bit và Windows 64-bit. Mình nhắc lại, ứng dụng này có giá 20 đô, đây là một con số khá là to cho những bạn nào không thích bỏ tiền ra để mua ứng dụng. Vì vậy mình sẽ demo ứng dụng này cho bạn xem thì nó mang lại những gì, trải nghiệm có xứng đáng với lại cái 20 đô đó không. Thì đầu tiên là mình đã mua rồi, mình đã có file cài rồi thì mình sẽ cài đặt nó. Và mình tải về ở đây rồi, mình chỉ cần bấm vào thôi, nó sẽ tự động setup. Thì đây là cái giao diện iPad Eden. Các bạn có thể thấy là nó cũng khá là giống với giao diện của một chiếc iPad. Tuy nhiên nếu mà nhìn rõ thì các khoảng cách của cái icon nó không có chuẩn. Và cái phông chữ của cái chữ iPad Eden trên đây và cái phông chữ của đồng hồ nó không có liền lạc với nhau, nó không có giống nhau. Nó tạo ra cho mình cảm giác rất là bị chéo ngoe. Ok, nhà phát triển người ta có nói là đây chỉ là một ứng dụng giả lập thôi, vì vậy nó sẽ không phải là một bản iOS thực thụ và nó cũng không thể chạy được những ứng dụng iOS. Nói tới đây thì các bạn nghĩ là 20 đô để làm gì? Mình cũng nghĩ như vậy. Nó không có mang lại trải nghiệm gì mới mẻ cho chúng ta hết. Đầu tiên là mình sẽ vào thử những cái ứng dụng mà có sẵn trên màn hình, ví dụ như là ứng dụng máy tính. Ứng dụng máy tính này thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nên cái việc người ta đem vào đây thì cũng khá là đơn giản. Giao diện thiết kế cũng khá là giống, mình sẽ không nói nhiều về ứng dụng này. Đồng hồ thì khi mà vào ứng dụng đồng hồ, chúng ta cũng sẽ thấy chỉ có một cái mặt đồng hồ thôi, không có bất kỳ một chức năng nào khác như là bedtime hay là cài đặt báo thức hay là cài đặt giờ thế giới, không có một bất kỳ tính năng nào khác hết, chỉ xem giờ và xem giờ thôi. Đây là những cái ứng dụng Flappy Bird, Stack, Messenger và Instagram thì mình tải về từ trên Apple Store. Thật ra đây là một cái App Store fake thôi, nó không phải là App Store thật, bởi vì như mà cái này nó không phải là một cái iOS nên nó không thể nào xác thực với máy chủ bên Apple hết. Thì khi mà mình bấm vào App Messenger thì nó dẫn chúng ta vào một cái trang để đăng nhập. Cái trang này chính là cái trang Messenger để sử dụng trên máy tính, vì thế nó không phải là một ứng dụng Messenger thực thụ. Và mình cũng không rõ là cái trang web này nó có bị cài mã độc hay bất cứ thứ gì không, nên mình sẽ không đăng nhập tài khoản của mình vô. Tương tự với Instagram, Instagram nó cũng dẫn chúng ta vào cái trang web Instagram trên máy tính, và mình cũng sẽ không đăng nhập cái tài khoản của mình vô. Khi mà vào App Store thì chúng ta sẽ có những cái mục như là Best App, Game We Love hoặc là những cái ứng dụng mà xã hội. Mình không hiểu sao nó không tải được, có thể là do wifi của mình yếu. Thì mình đã có tải thử cái Flappy Bird và Stack rồi. Flappy Bird nó chỉ là một cái game chơi trên cái nền tảng HTML5 thôi, nó không phải là một ứng dụng luôn. Stack thì nó, mình không rõ về Stack, nhưng mà nói chung hai ứng dụng này chơi cũng khá là vui vẻ. Số lượng trên App Store này rất là hạn chế, khoảng 15 cái thôi, mình nhớ là 15 cái. Và mình hy vọng trong tương lai thì nếu những nhà phát hành người ta có thể đưa thêm những ứng dụng vào đây để đánh giá với số tiền mà những người dùng đã bỏ ra để họ trải nghiệm nhiều hơn. Nói qua một chút về cái iPad Eden này thì mình nghĩ đây là một cái ứng dụng không đáng với cái giá mà chúng ta sẽ bỏ ra là khoảng 400.000, bởi vì nó không mang lại cho mình bất kỳ một trải nghiệm nào tương xứng với cái iPad cả. Khi mà chúng ta đưa xuống đây thì nó hiện ra một cái thanh đốc, thì nhí đúc vào nút hoa mão này nó cũng hiện ra cái giao diện đa nhiệm. Tuy nhiên cái giao diện đa nhiệm này thiết kế rất là khác so với cái giao diện đa nhiệm của cái iPad, và thậm chí khi mà mình xài nó cũng không có hiện ứng dụng đang mở lên, nó không có chức năng đa nhiệm, nó chỉ là một cái giao diện để chúng ta xem thôi. Tương tự với mục music thì nó sẽ lấy cái nhạc từ trong thiết bị ra, thì khi mà lấy nhạc từ trong thiết bị ra thì các bạn chỉ có chơi thôi, chứ các bạn không thể nào tìm cái nhạc từ trên cái kho Apple Music được, bởi vì nó không thể xác thực với máy chủ của Apple. Và mục setting thì khi vào setting thì chúng ta sẽ có thay đổi những cái giao diện của iOS từ iOS 9, iOS 10, iOS 5 và iOS 6. Thì mình đã thì đây là cái giao diện của cái iOS 6, nó chỉ thay đổi hình nền thôi chứ cái đốc này vẫn là từ iOS 11. Có cái chức năng như là wallpaper, general, sound, passcode, nhưng mà nói chung là mình xài không được những cái này, mình bấm vô nó cũng không ăn. Nói chung là cái này chỉ để chơi thôi, để trưng cho giống với lại cái giao diện thôi. Nói chung đây là một
bạn không nên tải ứng dụng này về. Nếu mà bạn có dư tiền thì các bạn hãy tải nó về từ cái link mình để trong bài, còn nếu không thì mình hoàn toàn không biết các bạn tải nó về, bởi vì mình thấy nó không có một bất kỳ một trải nghiệm nào của cái iPad cả, nó không mang lại cho mình bất kỳ một cái giá trị nào cả. Xin chào các bạn.